Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. 24 tháng Chạp năm Bính Thân theo giờ Việt Nam, nhằm 20 tháng Giêng năm 2017, tức là không bao nhiêu ngày nữa là khắp nơi đón mừng năm mới. Mọi người và nhà nhà chuẩn bị những ngày sum họp, đoàn tụ trong không khí xuân, chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm mới. Thế mà trong đất nước Việt Nam, dưới thể chế cộng sản với chủ nghĩa tam vô, vô gia đình, vô tôn giáo, vô tổ quốc, chính quyền cộng sản đã vô tâm, vô nhân đạo, chẳng những vẫn tiếp tục giam cầm biết bao người yêu nước, khi dám dấn thân đấu tranh cho Việt Nam phải có dân chủ, dân quyền, mà còn tăng cường bắt bớ những người dám nói lên sự thật, dầu đó là phụ nữ, dầu đó là những bà mẹ có con nhỏ như mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, như Nguyễn Thị Minh Thúy, và mới nhất trong ngày 20 tháng Giêng năm 2017 này là Trần Thị Nga, tức là Facebooker Thúy Nga. Nhạc sĩ Tuấn Khanh căm phẫn vì việc bắt giữ người phụ nữ có hai con nhỏ, người phụ nữ can đảm dấn thân và nhiều năm qua đã hứng chịu không biết bao lần bị cộng sản khủng bố bằng mọi hình thức, thậm chí bị cướp xe và đánh gãy chân. Tuấn Khanh đã có bài viết như sau: cho một người phụ nữ tháng Chạp. Nguyễn Tuấn Khanh viết ngày thứ Bảy, 21 tháng Giêng 2017. Thật nhanh chóng, cuộc vây bắt người phụ nữ có hai con nhỏ tại tỉnh Hà Nam mới diễn ra vào buổi trưa ngày 21 tháng Giêng. Thì đến tối, người ta đã nhìn thấy hình ảnh video do công an đưa ra. Cơ quan này vội vã cho biết là đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với chị Trần Thị Nga về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999. Cuộc vây bắt được chuẩn bị thật tương tất và chu đáo, đã nhắm vào một người không hề trốn chạy và luôn nhìn thẳng đối diện với mọi hình thức tàn bạo nhất. Cuộc vây bắt rầm rập và quá chuyên nghiệp, đến mức người ta nhớ đến các cuộc ra đi khỏi Việt Nam một cách thư thả của các quan tham nhũng như Trịnh Xuân Thanh, mà tiếng hô vang truy tìm giống như một trò chơi trốn tìm của trẻ con. Chị Nga bị bắt vào 24 Tết, tức là chỉ còn vài ngày nữa là chị Nga và hai con nhỏ của chị là Phú và Tài sẽ cùng nhau đón ông bà, cùng nhau đón một năm mới. Họ sẽ có cơ hội để ôn lại những ngày tháng mà cả gia đình nhỏ bé đó đã bị công an đập cửa sách nhiễu, an ninh mặc thường phục đeo khẩu trang hành hung, thậm chí bị 6 người vây đánh chị Nga bằng gậy sắt đến gãy chân vào năm 2014. Phú và Tài, hai đứa bé đã cùng mẹ lớn lên, có đủ cơ hội để học biết về bạo lực của ngành công an Hà Nam lẫn sự phi nhân của người cầm quyền đã không chỉ nhắm vào chị Nga, mẹ của chúng, mà còn cả với chúng. Những đứa trẻ đến trường và bị buộc phải học và yêu thương những kẻ tàn độc với mẹ của chúng. Chị Nga không phải là người phụ nữ duy nhất bị đối xử bất nhân và quy chụp theo Điều 88. Nhà cầm quyền đã kéo lê cái Điều 88, 258, 79, vân vân đi khắp nước như những cái máy chém vô hình để chụp xuống bất cứ ai mà họ cảm thấy là nhân vật gây khó trong công cuộc gieo rắc toàn trị. Từ sau năm 1975 đến nay, có rất nhiều người phụ nữ với tiếng nói và tinh thần tự do ôn hòa của mình đã trở thành cái gai trong mắt kẻ có quyền. Từ Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Nguyên, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cấn Thị Thêu, vân vân. Và hôm nay là chị Thúy Nga, tức là Trần Thị Nga. Đất nước có bao giờ như thế này đâu. Trong video mà công an đưa ra vào ngày 21 tháng Giêng, gương mặt chị Nga như cố ghìm lại mọi cảm xúc để không ai lợi dụng được hình ảnh yếu lòng của chị. Lúc đó, nỗi đau lớn nhất của chị chắc chỉ là nghĩ đến hai đứa nhỏ. Tết này chúng sẽ đón ông bà và năm mới mà không có mẹ. Thậm chí chúng phải tập sống với những ngày mà mẹ của chúng bị giam cầm. Chúng phải tự lớn lên và học biết chung quanh chỉ là dối trá. Nhìn vào video, những ai không biết có thể nghĩ rằng chị Nga là một người hết sức mạnh mẽ và lạnh lùng. Năm trước, trong một dịp chị vào Sài Gòn, khi ghé thăm Phú và Tài, tôi hỏi là dạo này công an có còn làm khó chị không? Trong tích tắc, tôi thấy chị như rùng mình
trở lại yếu đuối như mọi người đàn bà trên thế gian này cần được sự chở che. Chị nói, chúng vẫn đánh thầy ạ. Và khi hỏi về lúc chị bị những tên bịt mặt dây đánh đến gãy chân, mà chị đã nhận mặt ra rằng đó là những tên an ninh vẫn đuổi theo chị, thì chị nói mà ngấn nước mắt. Lúc đó em chỉ nghĩ làm sao che được cho hai đứa con. Chúng có đánh chết em cũng được, nhưng em phải che cho Phú và Tài. Trên đường về, tôi tự hỏi mình rằng, nếu như tôi có mặt ở đó, chứng kiến tội ác, tôi sẽ làm gì? Lịch sử chưa thể ghi hết và kể hết. Nếu Việt Nam có một Svetlana Alexievich để viết về thân phận của những người phụ nữ đầy sợ hãi, nhưng quyết đứng lên để nói sự thật và tranh đấu cho những quan khiên kẻ khác, thì chắc chắn nhân loại sẽ phải rơi nước mắt với nhiều chương u uất của nước Nam, không thua gì những người phụ nữ Nga trong đệ nhị thế chiến hay từ sự cố Chernobyl. Từ vị trí một người công nhân đi lao động hợp tác bị lừa đảo, và khi trở về nhận ra sự bất công xã hội chung quanh mình, chị Nga cũng như những người phụ nữ Việt Nam khác đã dấn thân, đã trở thành người xây dựng nền móng công lý và sự thật trong xã hội. Thật là dễ nhận ra, ở đâu cũng vậy. Khi một nhà nước kinh sợ công lý và sự thật, tìm cách trấn áp, thì chắc chắn đó là một nhà nước tâm tối và vô luân. Thế kỷ 21, có những người phụ nữ Việt Nam đã nguyện thắp lên những ngọn đuốc soi sáng trong xã hội cho tôi và cho cả các bạn vậy. Ánh sáng đó, đôi khi họ phải trả giá bằng đời người, bằng tù đày và cô đơn. Hôm nay, nếu các bạn và tôi phản bội lại ánh sáng đó, chúng ta không xứng đáng làm người, cũng không xứng đáng để tồn tại trong giống loài Việt Nam. Người viết Tuấn Khanh. Chào đến quý vị khán thính giả của San Jose. Kính thưa quý vị,
Thì như quý vị đã biết, một năm cũ đã đi qua và một năm mới lại đến. Tất cả những người Việt của chúng ta thì dù ở đâu, ở ngay cả tại quê nhà hay ở xa quê hương, thì đây cũng là dịp để chúng ta nghĩ về gia đình của mình, nghĩ về cuộc đời của mình và nghĩ về quê hương của mình. Đó là những truyền thống của người Việt từ suốt bao nhiêu năm qua và có lẽ sẽ không thay đổi. Và tất cả mọi chúng ta đều có lẽ ai cũng mong chờ một mùa xuân mới cho cuộc đời của mình, của gia đình của mình và đặc biệt là dành cho quê hương của mình. Nhờ sự giúp đỡ của anh Gây Lữ, Tuấn Khanh ngày hôm nay xin mạn phép gửi đến quý vị một lời chúc cho năm mới. Hy vọng quý vị sẽ có một năm mới hết sức an khang thịnh vượng, một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc, và giữ cho mình sự kiên nhẫn cũng như một tấm lòng dành cho quê hương của mình. Nơi đó có những con người Việt Nam đang bị giam cầm, có những con người Việt Nam đã phải tranh đấu trong sự cô đơn của mình, và có những con người vẫn còn im lặng chờ đợi một ngày mai tươi sáng trên quê hương của mình. Và như vậy thì những người Việt đó, họ rất cần sự giúp đỡ của quý vị bằng tinh thần, sự chia sẻ cũng như một tấm lòng để gửi về quê hương trong những ngày tháng như vậy. Kính thưa quý vị, và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau một ngày nào đó ở một đất nước thanh bình và không còn bóng cộng sản nữa. Xin cảm ơn quý vị trong một năm vừa qua đã chia sẻ cùng Tuấn Khanh những bài viết của Tuấn Khanh cũng như những suy nghĩ, tất cả những thông tin từ Việt Nam gửi đến. Và hy vọng rằng năm nay hoặc năm tới, nếu có những bài viết nữa, những thông tin nữa Tuấn Khanh gửi đến quý vị, đó là thông tin của những niềm vui, hạnh phúc và sự hạnh ngộ của những người Việt ở khắp nơi trên một quê hương tự do của chúng ta. Xin được cảm ơn, xin được vô cùng cảm ơn quý vị.